Alo, qua nhà nấu ăn hả? Mua mấy trái chanh nữa hả? Ê, ê, tao đi làm nha. Ê, chờ tao đi chung với. Bể bánh rồi. Trời, ai giúp tôi đi trời. Tặng con. Ừ. Nhưng mà con chỉ giá xe thôi mà. Giá xe tặng xe Uplex đó. Mua gì em? Lấy em muốn trái chanh đi chị. Ôi trời, trời. Tặng em, mua chanh, tặng cần xé dịch. Thiệt hả? Không thì tao đà. Alo, mày mày muốn hoạt tiếp đi. Mua gì? Dạ, mua vỏ điện thoại. Xong. Đứng lại. iPhone 6S lết thần thánh. Tặng cậu. Hả? Mày đâu vậy? Đi mua sim lướt web phải không? Chúng này thăm mày. À. Sao tao thấy tao mua những cái phụ mà toàn tặng những cái chính không vậy? Vậy mới là thần thánh chứ.